Chào các bạn, tôi lại quay lại cập nhật thị trường đến các bạn. Thì cái phiên buổi sáng hôm nay chúng ta nhìn qua cái chỉ số VN Index nó là khá đẹp, nó chuẩn bị vượt đỉnh đúng không? Chuẩn bị vượt đỉnh. Phiên hôm nay còn mạnh hơn phiên hôm qua. Phiên hôm qua nhìn nhìn nó thế nhưng mà phiên hôm qua là một phiên rất là khó đúng không? Mãi đến buổi chiều thì chúng ta mới phát hiện là nó tích cực. Nhưng buổi sáng hôm nay thì đã tích cực ngay từ đầu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn không thể biết được là kết phiên nó sẽ thế nào. Đó, tôi vẫn nói là tất cả các cái dự đoán cũng chỉ là dự đoán thôi. Đó, và chúng ta nên chọn mua những cái điểm mà có xác suất thành công nó cao thôi. Chứ còn để biết chắc nó lên 100% là không có đâu. Vì thế nên tôi cũng khuyên các bạn là nên để ý kỹ khi người ta khuyến nghị từng cổ phiếu một. Lý do là cái bản thân người khuyến cáo là chắc chắn người ta sẽ không biết là nó lên hay giảm đâu, đúng không? Mà nếu như chúng ta không đánh giá được thì khả năng mất tiền sẽ là rất là cao. Còn kể cả chúng ta có đánh giá được thì vẫn mất tiền như thường. Tuy nhiên là nếu như chúng ta đánh giá được thì chúng ta sẽ giảm được cái độ rủi ro nha. Thế thì để xem thị trường hôm nay, vậy tôi sẽ cập nhật thị trường hôm nay. Vậy, hôm nay chúng ta có 23 cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường. 23 cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường và những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất gồm VGT này, VGT cho điểm mua tăng giá mạnh. HVG này cho điểm mua tăng giá mạnh. VCVK cũng cho điểm mua cũng tăng giá mạnh. LAS cũng cho điểm mua tăng giá mạnh. Tiếp theo là KKC. KKC thì không cho điểm mua nhưng cũng tăng giá đến 9,8%. VPVX không cho điểm mua nhưng cũng tăng giá mạnh. Và cái cổ phiếu này cái hôm nó cho điểm mua này, tôi cũng nói các bạn là nếu như các bạn có cái máu cờ bạc thích đặt cược thì nên đặt một tỷ trọng nhỏ vào đây, đúng không? Và nếu như bạn nào đặt tỷ trọng nhỏ vào đây ấy, thì có cái lợi nhuận cũng rất là cao gì đấy chứ không phải ít đâu, phải cỡ phải 20% là ít, đúng không? PVX, đúng không? Tôi nghĩ là nếu như các bạn đặt cược thì các bạn sẽ không mua được giá thấp đâu mà các bạn phải mua giá cao, ít nhất là giá 2, đúng không? 2 mà lên 2,3 thì hôm nay các bạn mà bán thì sẽ bán được khoảng lãi được khoảng 10% nha, 10% đấy, các bạn sẽ bán được cái giá 2,2 10% đúng không? Còn nếu mà đợi nữa thì cũng không biết đấy, tùy các bạn đấy. Tuy nhiên là cái câu chuyện cái cổ phiếu này là nó rất là phức tạp nha. Thì tôi lại cũng có hay hay có cái máu 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 cờ bạc đúng không? Tôi cũng thỉnh thoảng tôi ngày xưa cái thời mà mới thì tôi cũng có vào casino một hai lần đúng không? Nhưng mà cũng chưa 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 được biết được là mình đỏ hay không. Còn Việt Lốt thì tôi cũng rất hay đánh đúng không? Việt Lốt và xổ số. Tôi không đánh liên tục, tôi chỉ kiểm tra xem là cái độ vận may của tôi đến đâu thôi. Thì thỉnh thoảng tôi mua Việt Lốt hoặc là tôi mua xổ số để tôi xem vận may của tôi nó đang ở mức độ nào, đúng không? Hoặc là bữa nào mà nó có nhiều cái ấy quá thì tôi lại mua nha. Nhưng mà tôi không không nghĩ là mình sẽ kiếm được nhiều tiền bằng cách đánh xổ số. Tuy nhiên là hôm nay tôi cũng đặt cược đúng không? Tôi đã đặt cược bởi vì thứ nhất là tôi thấy cái xác suất thắng nó rất là cao. Xác suất thắng của cái hôm nay tôi đặt cược ấy, tôi nghĩ là nó phải lên đến 80% 90% thì chả mất gì mà tôi không đặt cược, đúng không? Và cái khả năng mất tiền thì nó cũng có, nó không phải là không có, nhưng mà tôi cứ thấy xác suất cao thì là tôi đánh thôi nha. DST này, DST hôm nay điểm mua là hôm qua nhé, nhưng hôm nay là tăng mạnh đấy. CSC thì hôm nay tăng mạnh nhá. NBC tăng mạnh. DDV SGS đấy, N
TL thì điểm mua từ trong này nhé, nhưng hôm nay tăng mạnh. VOS đấy, VOS xuất hiện trong cái danh sách của tôi rất là nhiều hôm rồi đúng không? Và hôm nào nó cũng tăng trần. Hôm nay có thêm SMC cho điểm mua này. Nhưng khối lượng tăng chưa mạnh nhá. Đấy. Thì SMC này nó liên quan đến câu chuyện của giá thép nên các bạn đầu tư nó thì phải suy nghĩ nghiên cứu vào nhá. PLP cho điểm mua tăng giá mạnh. LSS này, LSS cũng xuất hiện trong danh mục rất là lâu rồi. Đúng không? Và C4G thì cho điểm mua từ trong này nhá. Nhưng đang tăng mạnh. G36 thì điểm mua từ trong này nhưng vẫn đang tăng mạnh. IGC thì điểm mua đây và đang tăng mạnh, hôm nay là một phiên tăng mạnh. VGS thì hôm nay cho điểm mua nhá. Và cũng tăng mạnh. HMC thì hôm nay tăng mạnh. HHS thì như có một bạn nhắn tin hỏi tôi đấy. Thì hôm nay HHS tăng mạnh nhá. Nhưng điểm mua thì từ trong này cơ. Đúng không? Nó chưa có điểm bán thì nó sẽ không tạo ra điểm mua mới đâu. Và hôm nay cũng có thể gọi là một cái điểm mua đấy. Lý do là hôm nay khối lượng tăng rất là cao này. Đấy nhá. HHS. Để đầu tư những cổ phiếu này thì các bạn xem kỹ thông tin nhá. BPM là cổ phiếu cuối cùng trong 23 cổ phiếu tăng mạnh nhất phiên sáng ngày hôm nay. Tăng rất là mạnh và điểm mua từ đây nhá, chưa có điểm bán. Đấy các bạn nhìn này, điểm mua xong này, xấu này. Xong lại đẹp, xong lại xấu này, xong lại nó lại tăng mạnh lên, xong lại xấu đúng không? Đấy thì nhiều bạn nhắn tin hỏi tôi cái việc mua hay bán hay nắm giữ cổ phiếu thì cái đấy là các bạn tự quyết định thôi. Lý do là tôi không biết được là nó có tăng hay là giảm đâu, tôi không biết. Tôi cũng không thích khuyến nghị theo kiểu là nên mua cái này, nên mua cái kia. Lý do ấy là cái xác suất mà tăng hay giảm ấy, kể cả là các bạn chọn được cổ phiếu có xác suất tăng là 90% hoặc là 99% thì các bạn mua vào xong nó vẫn giảm. Đấy, nên là cái câu chuyện là tôi bảo các bạn bán thì đến mai nó lại tăng thì nó vẫn là rất là bình thường. Hoặc tôi bảo các bạn mua thì đến mai nó lại giảm thì lại cũng là một cái việc rất là bình thường. Cho nên là để cho nó không ảnh hưởng đến cái công việc của tôi là tôi muốn cung cấp thông tin. Đấy, cái tiêu chí của tôi khi mà thành lập cái kênh này là tôi cung cấp thông tin và tôi cung cấp cho các bạn danh mục những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường. Tôi khẳng định luôn là danh mục cổ phiếu của tôi là danh mục cổ phiếu tốt nhất trên thị trường. Tốt nhất ở đây là không phải là tốt nhất về mặt cơ bản mà tốt nhất về mặt tích cực, giá tích cực, khối lượng giao dịch tích cực. Đấy là tốt nhất. Và quan điểm của tôi là không có cổ phiếu tốt và cũng không có cổ phiếu xấu. Cho nên tôi mới nói là như thế, đúng không? Và những cái thứ mà chúng ta nói là tốt ấy thì chúng ta cũng chưa biết chắc đâu. Đến một ngày nó sập xuống thì chúng ta mới biết là nó có cái xấu nha. Nên tôi chỉ cung cấp những cổ phiếu rất là tích cực, giao dịch tích cực, giá tăng mạnh ở trên thị trường. Đấy, và các bạn có thể lựa chọn cho mình những cổ phiếu và xác suất thành công ở trong cái danh sách của tôi nó lên đến 70% hoặc là nhiều hơn. Chắc chắn các bạn cứ xem, nếu mà các bạn theo dõi liên tục ấy thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều cổ phiếu trùng lại nhá. Rất nhiều cổ phiếu là trùng lại đấy. Trùng lại danh sách. Đấy, và rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Thì cái danh sách tăng mạnh này là nó khác với cái danh sách mà những cổ phiếu tiềm năng. Danh sách những cổ phiếu tiềm năng thì tôi đã cho vào buổi sáng rồi. Và sáng thứ hai tôi lại sẽ cập nhật cho các bạn danh sách các cổ phiếu tiềm năng. Còn về mặt thị trường thì hôm nay chúng ta nhìn những cổ phiếu mạnh nhất cũng không có những cổ phiếu của nhóm ngân hàng, của nhóm dầu khí thì có con PVX. Nhưng con PVX này nó mạnh là về cái yếu tố khác. PVX này nó là yếu tố đầu cơ, đúng không? Đấy, chứng khoán cũng không nằm ở đây. Đấy, cái đấy là cái dấu hiệu là nó sẽ điều chỉnh. Và tôi rất hy vọng là ba cái nhóm dầu khí, chứng khoán và ngân hàng nó sẽ quay lại đường đua trong tuần sau hoặc tuần sau nữa thôi, đúng không? Nó sẽ có điều chỉnh và tuy nhiên tôi nghĩ cái nhóm ngân hàng ấy là nó sẽ phân hóa mạnh. Nó sẽ phân hóa rất là mạnh. Nó sẽ không phải là tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều quay lại đường đua đâu. Những cổ phiếu mạnh nhất nó sẽ quay lại đường đua, còn lại thì nó tích lũy, nó sẽ tích lũy, nó hấp thụ hết một cái lượng rất là lớn
đúng không? Cổ phiếu rất là lớn đang ngồi ở trên đỉnh đúng không? Đấy, đấy là những gì tôi cập nhật trong cái phiên tôi xem qua cái hoạt cái vận động của thị trường, thì có thể có cái thông tin gì hay thì thông tin cho các bạn. Thứ nhất là các bạn xem chuyển động của thị trường này, thì cái nhóm mà tác động vào chỉ số của thị trường thì nó gồm có VCB này là ngân hàng nhá, CTG là ngân hàng nhá, Techcombank nhá, MBB, HDB. Đấy, tuy nhiên đấy, những cổ phiếu này chắc chắn là sẽ không tăng mạnh nên nó không có trong danh sách của tôi. Đây nhá, VCB này, VCB mức tăng của nó chỉ có 1,6% thôi nhưng nó tác động mạnh đến chỉ số của thị trường nha. Và đấy là cái lý do là cái danh mục ở trong cái VN30 đấy là người ta hay hay sử dụng ở trong cái tuần phái sinh đáo hạn này, là người ta hay có cái sự bán mua bán mạnh ở trong đấy và nó xảy ra cái bất ngờ tác động lên cái chỉ số VN Index nhá. Đấy, không phải tăng mạnh nhá, MBB này, MBB đấy cũng không phải tăng mạnh nhá, giá tăng 2% nhưng lại còn đỏ này, thì nó sẽ không nằm trong cái danh sách của tôi. Đấy, trong danh sách của tôi là những cổ phiếu tăng mạnh tích cực nha, và mạnh nhất là đang 14%, có hai cổ phiếu là 14,29%, VGT cho điểm mua và HVG cho điểm mua nha. Lựa chọn là tùy các bạn. Đó, chúc các bạn có những lựa chọn thành công, tìm được ra những cổ phiếu tốt cho mình. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.